Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì tiếp tục series về giới thiệu và báo giá xe của Hyundai, thì em xin phép đề cập đến anh chị một chiếc xe trong phân khúc xe A gầm cao, đó là chiếc Hyundai Venue. Chiếc xe được ra mắt thời điểm cuối tháng 12 năm 2023 với hai phiên bản, đều là số tự động. Đây là phiên bản thường có giá niêm yết là 539 triệu, và phiên bản đặc biệt có giá niêm yết là 579 triệu. Vâng, chênh nhau 40 triệu, thì lát nữa em sẽ nói sâu hơn về những cái tính năng và những công nghệ khác nhau giữa hai phiên bản. Màu sắc thì xe có tổng cộng là 6 màu: màu đỏ, màu đen, màu trắng này, màu xanh dương, màu xám kim loại và màu bạc. Nhưng mà phổ thông nhất thì vẫn là màu đen, màu trắng và màu đỏ hoặc là xanh dương ạ. Cùng xem qua về nội thất thì anh chị có thể thấy nội thất của xe thì với tông màu chủ đạo đó là màu đen, và trần là màu sáng. Màu sáng này thì gọi là sáng bạc đi ạ. Vâng, cũng hai màu nội thất tương phản, thì màu đen thì giúp chiếc xe nhìn sạch sẽ và có phần sang trọng một chút. Vâng, cũng ghế cũng được thiết kế rất là tinh tế. Ghế của phiên bản tiêu chuẩn này thì nó là ghế nỉ ạ. Với phân khúc hạng A gầm cao lăn bánh khoảng ngoài 600 thì có, đây cũng là một chiếc xe mà anh chị có thể hoàn toàn sở hữu được. Cái ưu điểm của Venue trong phân khúc thì em có thể kể đến là động cơ là mạnh nhất phân khúc với công suất là 120 mã lực. Mô men xoắn cực đại cũng rất là lớn, 172 Nm. Xe được trang bị với động cơ Kappa 1.0 turbo. Đó. 1.0 turbo. Cái khoảng sáng gầm xe thì dẫn động cầu trước nha anh chị. Xe dẫn động cầu trước, và cái hộp số dẫn động của chiếc xe này là 7 cấp ly hợp kép. 7 cấp ly hợp kép. Về khoảng sáng gầm xe thì Venue cũng là một chiếc xe có khoảng sáng gầm xe tốt nhất phân khúc. Đó là khoảng sáng gầm lên đến 19,5 cm. Đó, la răng thì ở đây thì có kích thước la răng đó là 16 inch cho cả hai phiên bản. Điểm khác nhau cơ bản giữa hai phiên bản thì em có thể kể đến cho quý anh chị. Đó là về trang bị động cơ và thiết kế thì hoàn toàn giống nhau rồi. Hệ thống đèn đi. Đầu tiên là đèn, đây bản tiêu chuẩn là đèn halogen. Có kiểu chiếu là kiểu chiếu qua bóng projector. Đây là bi halogen projector. Có tích hợp đèn chiếu góc hỗ trợ vào cua. Đèn xi nhan, đèn led định vị. Còn phiên bản đặc biệt thì sẽ là đèn bi led. Vâng, đèn bi full led. Bản đặc biệt thì sẽ có thêm là giá nóc và cửa sổ trời. Giá nóc và cửa sổ trời thì cũng mang tính thể thao và thời trang hơn. Đó. Tiếp theo đến vô lăng thì phiên bản AT thường này thì là vô lăng như chưa được bọc da. Đó, còn phiên bản đặc biệt thì đã là vô lăng bọc da rồi. Ghế thì đây là ghế nỉ, còn phiên bản đặc biệt là ghế da pha nỉ ạ. Có một điểm khác nhau nữa là hệ thống điều hòa tự động. Phiên bản này thì là điều hòa chỉnh cơ. Điều hòa chỉnh cơ này thì là điều hòa một vùng thôi ạ. Còn phiên bản đặc biệt thì là điều hòa tự động một vùng, cũng là một vùng. Rồi đến màn hình giải trí, cửa gió điều hòa ghế sau thì được trang bị cho cả hai phiên bản. Màn hình giải trí thì là màn hình giải trí với kích thước đó là 8 inch cảm ứng. Vâng. Đến hệ thống ga tự động thì bản tiêu chuẩn này thì chưa được trang bị, còn bản đủ thì đã được trang bị rồi. Bản đủ thì bản đặc biệt thì có được trang bị thêm là ga tự động này, giới hạn tốc độ này. Rồi tính năng chế độ lái thì có thêm các chế độ lái thể thao, chế độ lái eco, chế độ lái normal. Còn lại về túi khí thì phiên bản tiêu chuẩn này thì có 2 túi và bản đặc biệt là có 6 túi khí ạ. Qua cảm quan thì em đánh giá là Venue này công suất động cơ tốt này, vận hành ổn định và thậm chí là vận hành tốt với hộp số 7 cấp ly hợp kép. Có ga tự động, có hệ thống đèn led này, hệ thống đèn auto này, rồi cần số của xe,
Cần số ở đây thì là cần số được thiết kế tròn như là giống kiểu đàn anh Kona ngày trước, có đề nổ stop cho cả hai phiên bản. Cửa sổ trời cho phiên bản đặc biệt. À, cùng đến với hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai thì sẽ cho cái độ rộng cũng mang tính chất là vừa phải thôi, vì nó là phân khúc xe hạng A mà. Hàng ghế thứ hai thì cho một độ rộng cũng không phải nói là rộng rãi như đàn anh Creta được, vì là phân khúc xe hạng A. Đây, nhưng mà đổi lại thì sẽ có cửa gió điều hòa ghế phía sau và cổng sạc hỗ trợ các tính năng giải trí cho thiết bị điện tử. Với cá nhân em đánh giá thì nếu mà cái hệ thống hàng ghế thứ hai này mà một người cao tầm 1m8 thì ngồi sẽ tầm 1m8 thì sẽ là vừa khít, chứ còn nếu mà tầm 1m85 thì có thể là chật. Nhưng mà cứ tầm 1m75 thì là ok, kích thước người Việt Nam mình thoải mái, độ ngả lưng ghế tốt. Có khóa an toàn trẻ em, rồi có móc ghế Isofix. Loa thì xe được trang bị hệ thống đó là 6 loa thường anh chị ạ. Rồi cụm đèn hậu thì là cụm đèn hậu dạng LED. Có camera lùi và có hai cảm biến lùi hỗ trợ đỗ xe. Đây là mức tiêu nhiên liệu của VNU, thì ở tại đường kết hợp xe có mức tiêu nhiên liệu là 5,6 lít. Ở trong đô thị là 7,2 lít và ngoài đô thị là 4,78 lít. Vâng. Tiêu hao nhiên liệu như vậy là thông số ngang với cả chiếc Hyundai Grand i10 với động cơ 1.2 lít rồi. VNU này thì anh chị em vẫn hay gọi là tiểu body set. Thì anh chị có thể thấy là chiếc xe có thiết kế đầu vuông vắn này và có mạ chrome rất nhiều chi tiết ở cái lưới tản nhiệt này, đó, cái cản này. Xe thì cũng được dập những cái đường nét nổi bật trên nắp capo hiện đại. Vâng, tổng quan VNU là như vậy. Thì phụ kiện bên hãng có hỗ trợ cho quý anh chị là dán phim cách nhiệt, trải sàn da và bọc vô lăng. Hiện tại bên em đang có chương trình liên kết với ngân hàng, có hỗ trợ lãi suất cho quý khách hàng là 6,2% một năm, chia ra tháng thì rơi vào khoảng 0,51%, hỗ trợ với thời gian tối đa là 8 năm và tỷ lệ vay tối đa là 80% giá trị xe. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về chiếc Hyundai VNU và cần thắc mắc gì về những cái thông số kỹ thuật thì xin vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Trên đồng hồ xe hơi xin cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi, quan tâm và ủng hộ. Xin hẹn gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trong những video tiếp theo ạ.